Anh thấy em có giống mẫu người lý tưởng mà anh nghĩ không? Anh là quan trọng về tính cách thôi chứ anh cũng không quan trọng lắm về cái ngoại hình. Nhưng mà anh thấy trong hình là em có vẻ là có da có thịt một chút mà sao ngoài nhìn nó hơi ốm nhỉ? À vậy hả? Tại vì tấm hình đó thì cũng hơi lâu rồi nên thành ra là giờ em gầy hơn trước á. Nhưng mà tấm ảnh đó nhìn đáng yêu nhỉ? Dạ cảm ơn anh. Anh có nghĩ bản thân mình là một người chung thủy không? Anh chung thủy chứ, anh là người đa cảm mà. À vậy hả? Phàm là những ai mà yêu động vật á, thì những con người đó đều đa cảm á. À anh còn có cái này nữa, anh rất là thích động vật nhé. Là trong nhà là anh muốn lúc nào cũng phải có chó mèo nhé. À vậy là anh hiện tại cũng có nuôi đúng không? Có anh? Chứ, có chứ. À rồi bây giờ em giới thiệu lớn nó đi. À, em chào chị với lại em chào bạn gái bên kia nhé. Mình tên là Nguyễn Quang Minh Cương, sinh năm 1987, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh này, hiện đang sống cùng mẹ và em trai. Công việc tự do. Tự do là công việc gì? Ví dụ chạy ráp, làm bảo vệ. Kinh doanh. Ủa làm bảo vệ sao tự do? Làm bảo vệ là phải có giờ giấc chứ đúng không? Em làm thời vụ chị ạ. À có kinh doanh thêm gì không? Có mở một cái khu vui chơi. Khu vui chơi gì? Ở đâu? Cho trẻ em. Ồ oh. Khu chơi trẻ em. Kiểu thú nhúng rồi hả? Dạ đúng rồi ạ. Ở quận Tân Phú. Dạ rộng không? Rộng không? 120m2 chị ạ. Ồ kinh doanh cái đó ngon đó nha. Tại vì bây giờ nhu cầu mà ba mẹ ai cũng muốn con mình có một cái nơi vui chơi thoải mái. À rộng rãi. Hay ha. Tuổi trẻ tài cao ha. Rồi mời em gái giới thiệu. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Hòa. Năm nay 31 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng. Em ở quận 12. Ở quê mình ở đâu cưng? À quê em ở đây luôn, ở thành phố luôn. Rồi có người phụ em không? Rồi mỗi lần đi chạy xe hay làm bảo vệ thì ai coi, ai thu tiền cái chỗ thú nhúng đó? Thật ra là cho con nít cho nên nó chỉ hoạt động từ buổi chiều đến tối thôi chị. À. Từ 4 giờ chiều đến khoảng 9, tầm 9 rưỡi tối là em ta cho em coi luôn. Dạ. Ban ngày đi làm mấy cái kia rồi ban chiều tối về đó coi. Dạ. Rồi sau 9 giờ tối mới là rảnh. Đúng rồi. Thế bây giờ hẹn đi chơi bạn gái là phải hẹn từ 9 giờ tối trở đi. Thì mình nhờ người trong. Cái thú nhúng thì đâu có gì đâu khó mà chị. Trời cái người thu tiền giùm cũng cực lắm chứ bộ. Ai tin tưởng mới thu tiền giùm được chứ. Dạ. À, còn không mấy mình rủ bạn gái tới chỗ thú nhúng chơi luôn. Ngồi đó phụ thu tiền. Rồi thu tiền xong rồi đóng cửa nghỉ lúc đó mới đi chơi. Được không em? Dạ được. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em nấu ăn một số món cũng khá ngon. Em sạch sẽ, tâm lý và cũng giàu tình cảm nữa chị. Điểm yếu của em là em khá nóng tính, kỹ tính, em cũng khá lầy lội nữa. Ví dụ một cái lầy lội nào của em? Nếu mà thân thiết em hay chọc ghẹo người này người kia, ưa sự nghiêm túc thì người ta lại không thích cái tính đó. Dạ. Vậy là cũng có nhiều khi bị ta phản ứng lại với cái sự lầy lội của mình rồi phải không? Dạ đúng. Nhưng mà thật ra cuộc sống bây giờ nó cũng căng thẳng. Nếu mà mình thoải mái chút xíu thì nó cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà đúng là cũng phải tùy người thân tình thì được. Dạ. Với là tùy cái lúc tâm trạng nữa. Nhiều khi người ta đang còn bực bội gì mà có em tới em vẫn nhây là người ta bực là cũng đúng. Dạ đúng. Cho nên là mình phải biết quan sát và biết tiết chế lại bớt. Thế còn em sao? Tính tình mình như thế nào? Em tính tình này em thì em hiền lành, trầm tính, đa cảm nữa, dễ rung động, dễ xúc động, dễ lên cơn đau tim. Ủa vậy hả? Ví dụ như những trường hợp nào là em có thể lên cơn đau tim? Một cử chỉ hành động đặc biệt nào đó. Ví dụ như của bên bạn gái chẳng hạn. Ví dụ như bạn gái nhào vô hôn lên má mình cái bất ngờ cái tự nhiên mình lên cơn đau tim luôn hả? Gục tại chỗ luôn. Gục tại chỗ luôn. Gục tại chỗ luôn hả? Chút xíu em muốn gục tại đây không? Cũng dám dám lắm mà. Trời ơi, gan ghê vậy. Điểm yếu em đôi lúc cũng cố chấp lại cứng đầu lắm. Cái gì đã không thích thì không cần biết lý do gì cả. Đây là cũng thuộc tiếp người sống bằng cảm xúc đúng không? Dạ. Còn một cái điểm cực kỳ yếu là hiện tại em vẫn còn thích xem anime. Đúng rồi, em là một trời tuổi thơ mà. Em chơi với con nít không nè, em thích coi hoạt họa cũng chuyện thường thôi. Thế em sao em? Nếu mình có một người bạn trai mà tính tình rất là trẻ con, thích chơi với trẻ con, rồi thích xem truyện tranh, có suy nghĩ như thế nào? Em thì em thích một người con trai chững chạc hơn, trưởng thành một chút xíu, tại vì tính của em cũng hơi trẻ con.
đâu vậy, đâu có nghĩa là người ta không trưởng thành đâu. Người ta cũng làm ông chủ nè, người ta biết làm ăn nè, người ta biết lo tương lai. Nhưng mà thay vì là có những người có sở thích là thích có phim kinh dị, thích đi chơi, đi ăn, đi nhậu, thì bạn này lại thích những lúc rảnh rỗi thì cũng hòa vào thế giới tuổi thơ, chị thấy cũng ok mà. Dạ yeah. Đúng không? Dạ yeah. Chứ không phải vì người ta những cái sở thích của người ta mà mình đánh giá người ta là không trưởng, chưa trưởng thành thì cũng chưa chắc. Dạ yeah. Rồi, về tình trường thì sao? Tình trường thì em cũng có vài ba mối tình. Vài ba mối là mấy mối? Là ba mối. Ba mối. Mối nào sâu đậm nhất? Mối gần nhất thì là mối sâu đậm nhất thôi. Quen được bao lâu? Quen được 3 năm à. Nếu mà sâu đậm tính bằng thời gian thì có lẽ có một mối là 7 năm á. 7 năm? Dạ. Sao chia tay em? Ủa em cũng thuộc loại chung thủy, quen mối tình dài dữ rồi sao không cưới? Thì chia tay là lúc đó là em đi bộ đội. Em quen từ thời đi học. Đi bộ đội 2 năm? Dạ, đi bộ đội 2 năm, chia tay. Đưa anh lên đường là vẫn còn vui vẻ. Dạ đúng rồi, ngày lên đường thì cũng sướt mướt dữ lắm. À, ngày về thì cô ấy đã mất tiêu. Ngày về tới mình sướt mướt. Sau đó buồn mất bao lâu? Buồn dữ không? Có chứ, mấy người như em thì cái thời gian để vượt qua cũng phải cùng tầm 2 năm á. Khóc thì chỉ trong giai đoạn thôi, thì một ngày một thì mình phải đứng lên chứ, mình tìm cái gì đó để mình quên đi chứ, mình cũng phải tiếp tục sống với chị. Rồi, vậy còn cái mối tình sau này 3 năm lý do sao vẫn chia tay? Hai bên gia đình nó không có hợp với nhau. Không hợp gì mà quen nhau 3 năm rồi mà mới lòi ra không hợp? Tại sao không tìm hiểu từ trước? Bên em gia đình cỏ là bắt buộc là em phải ở rể. Còn bên em? Bên em là nó là nhận dâu chứ không nhận con. Nhận dâu chứ không chịu gì nhận con. Chúng ta có một bé gái. Có à, dạ. Có bé gái trước luôn rồi. Vậy thì cái này mới quen thì em phải thưa gia đình trước chứ, để chi mà tới 3 năm trời. Thì mẹ nói là cứ tìm hiểu trước đi, cái đã là tính sao. Thì tìm hiểu rồi nó dính vô luôn. Nhưng mà tình yêu của tụi em chưa đủ lớn, tại tụi em mới không vượt qua được. Nếu mà thật sự yêu nhau thì mình vẫn có thể thuyết phục được hai bên chứ. Dạ. Bên này mình có ý định bắt rễ gì không em? Nhà em thì cũng không bắt buộc là phải bắt rễ, nhưng mà bản thân em thì em thích là một là ra riêng, còn không thì về ở chung với bố mẹ em, tại vì bố mẹ em cũng già rồi, có một mình em nữa. Đây là xu thế hiện tại, bạn nữ nào cũng muốn như vậy. Dạ. Nhưng mà thật ra ông bà ta hồi xưa thì lấy chồng là phải theo chồng. Dạ. Bây giờ đã không theo chồng mà được ra riêng đã là may mắn lắm rồi. Chứ còn mà bắt người ta về ở nhà mình nữa thì cái điều đó nó bị ngược lại với cái gọi là cái phong tục tập quán xưa giờ của mình. Chị đã ở cửa giữa, chị công bằng thôi, chị cũng muốn lấy chồng rồi rước chồng về nhà ở với ba mẹ mình để phụng dưỡng ba mẹ mình chứ. Dạ. Nhưng mà nếu mình nghĩ, nếu mà mình muốn như vậy thì còn rồi ba mẹ người ta bỏ ai phụng dưỡng? Ở bên nào miễn là mình luôn là những đứa con hiếu đạo với cha mẹ hai bên. Đó là cái phương án tốt nhất. Cái đầu mình đừng quá căng thẳng là không, tôi phải ở nhà anh, anh là em phải ở nhà anh, rồi bên đây anh phải ở nhà em. Thì như vậy cái tình yêu mình nó không thể nào mà nó đẹp được hết. Dạ. Bây giờ tình trường của em thì như thế nào? Em thì em say nắng nhiều lắm, nhưng mà em yêu chính thức thì chưa có. 28 năm? Dạ. Wow. Vậy thì có được hưởng những cái gọi là cảm xúc của tình yêu chưa? Ví dụ là đã có một nụ hôn nồng cháy nào chưa? Thật sự hôn thì cũng chưa có hả chị? Thôi thì kệ, biết đâu chậm mà chắc. Thấy em yêu cầu một người bạn trai mình là người như thế nào? Mẫu bạn trai lý tưởng của em là ngoại hình dễ nhìn, đẹp trai thì càng tốt. Về mặt tính cách thì em thích một người đàn ông mà tâm lý, tinh tế, sống có trách nhiệm, không có nóng tính, biết nhường nhịn em nếu mà có xảy ra mâu thuẫn này kia. Muốn người đàn ông của mình không có hút thuốc, ít nhậu thôi. Dạ. Anh này chắc có là chắc rồi, tôi khỏi hỏi luôn, tôi biết có nè. Nhậu thì em chỉ là gọi là ham vui với bạn bè thôi, chứ em uống không có được nhiều. Hút thuốc là có. Ngày mấy gói? 5 điếu. Có nói thách không? Có cho trả giá gì không? Ngày 5 điếu. Dạ, em đang có ý định bỏ nữa mà. Hy vọng là em sẽ có động lực để bỏ thuốc. Thật ra em ơi, tại vì mấy em, sao mấy em lên chương trình, mấy em chọn mẫu người lý tưởng mà mấy các bạn nữ giờ cứ thích là không biết rượu bia, không biết thuốc lá. Hoặc là có những anh chàng lên đây, ưu điểm là gì? Ưu điểm là không rượu bia, không thuốc lá. Nhưng mà chị nói thiệt luôn á, nếu mà chị chọn bạn trai mà không có biết cái gì hết trơn á, là chị cũng ái ngại lắm luôn á. Chị cũng ái ngại lắm luôn á. Chị nghiêm túc luôn. Chị nói vậy có thể nhiều người ném đá chị, nhưng mà đàn ông thì cũng nên biết một chút xíu, có va chạm với xã hội mới có kinh nghiệm sống. Nhưng mà thôi, này cũng hợp gu em rồi đó. Ngày 5 điếu thì em không cho nữa, thì em dùng khả năng của em sao đó, rồi từ từ người ta bỏ luôn. Dạ. Cũng tốt thôi. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Em thích người bạn gái của em, người vợ tương lai của em phải là một người vợ hiền lành, không có cái tính là sân si, nhiều chuyện, nhân hậu.
vậy là đủ thôi. Ừ, như ông ghép vô không thích sân si nhiều chuyện, cái ông kèm vô chữ nhân hậu sao luôn, cái tưởng nó không thích nhân hậu chứ. À, ngoại hình thì muốn người như thế nào? Nhà em với mẹ em cũng không có yêu cầu về cái vấn đề ngoại hình hay là trang phục hay là tóc tai thì sao, nhà em dễ trong cái vụ đó. Đâu, cho chị mượn coi cái hình của em coi. Dạ. Đây chị. Đơn giản quá ha, chọn mấy người mà đơn giản như chứ khó lắm à. Đó, có một cô gái trong này. Đây, hai anh đó có một anh. Chọn anh nào? À, em nghĩ là anh này ạ. Lý do? Nhìn này cũng có vẻ già hơn anh này. Chọn ra được cô nào chưa? Lý do? Tại vì cô áo đen nhìn có vẻ đầm tính hơn. Ồ, thích người đầm tính. Hay quá, xin mời hai bạn hãy nhìn về cánh cửa trái tim để xem ngày hôm nay cái phần cảm giác của mình khi mà lựa chọn người, cái giác quan mình có đúng hay không nha. Mời hai bạn. Dạ chào anh. Gì thở phào nhẹ nhõm vậy? Đúng rồi phải không? Dạ. Thần giao cách cảm của hai bạn tuyệt vời ha. Anh có một món quà anh làm tặng em nhé. Hả? Dạ. Anh dạ. Làm luôn hả? Vâng ạ, à, cái này em làm bằng tay ạ. Em cảm ơn anh, em cũng có món quà muốn gửi tặng anh làm kỷ niệm ha. Rồi, cảm ơn em nhiều á. Thì cái cây này nó tên là Kim Chi Ngọc Diệp á. Nó mang, ý nghĩa của nó là mang lại sum vầy, sum túc cho gia đình thôi ạ. Mà em làm? Rồi, em làm cái cây này cách đây cả chục năm rồi đó chị ạ. Ôi, ồ. Gần như luôn là người đầu tiên trong thành phố Hồ Chí Minh này tạo ra cái cây đó đó. À, là vậy là làm kinh doanh hả? Làm để bán hả? Dạ. Hay quá. Sao em cảm giác như thế nào về món quà của bạn trai? Dạ, nhìn rất là lấp lánh. Khi mà nhìn vào thì mình sẽ cảm thấy có nhiều tiền tài vào với mình á. Đó. Dạ. Wow. Một cái chuông gió hả? Dạ, đúng rồi anh. Nó cũng mang ý nghĩa là cầu sự may mắn và tài lộc đến cho gia chủ ạ. Vậy là chị cảm thấy hai em ổn đó. Nếu mà tin vào một chút gì đó tâm linh nè, ngày hôm nay nè, quà nó cũng có ý nghĩa giống nhau nè. Hai người chọn hình ra cũng chọn trúng nhau nè. Rồi thì bây giờ cho hai em thêm cờ thời gian, mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Hoàng Yến nha. Bánh hỏi thịt nướng nha. À, bánh và có trái cây. Bánh hỏi là một món ăn rất là đặc sản của Việt Nam. Bánh hỏi thì thường ăn kèm với thịt nướng nè, rồi có vị rất là đậm đà của sả và vừng, chấm thêm một chút nước mắm tạo nên hương vị rất là thơm ngon khó quên. Vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Nhớ ha, có 5 phút thôi là Tường quay trở lại đó. Yeah. Anh thấy em có giống mẫu người lý tưởng mà anh nghĩ không? Anh là quan trọng về tính cách thôi chứ anh cũng không quan trọng lắm về cái ngoại hình. Nhưng mà anh thấy trong hình là em có vẻ là có da có thịt một chút mà sao ngoài nhìn nó hơi ốm nhỉ? À vậy hả? À. Tại vì tấm hình đó thì cũng hơi lâu rồi nên thành ra là giờ em gầy hơn trước á. Dạ. Nhưng mà tấm ảnh đó nhìn đáng yêu nhỉ? À, dạ cảm ơn anh. Anh có nghĩ bản thân mình là một người chung thủy không? Anh chung thủy chứ, anh là người đa cảm mà. À vậy hả? Phàm là những ai mà yêu động vật á, thì những con người đều đa cảm á. À, anh còn có cái này nữa, anh rất là thích động vật nhé. Là trong nhà là anh muốn lúc nào cũng phải có chó, mèo nhé. À, vậy là anh hiện tại cũng có nuôi đúng không? Có chứ, có chứ. À. Hồi nãy anh cũng có thích một người bạn gái có một cái trí nhớ tương đối tốt nữa. Nhưng mà em lại hay quên lắm anh. Ui hay quá. Dạ. Thật ra trí nhớ tốt nó rất có lợi trong cuộc sống chứ. Từ việc học tập đến trong công việc, đến trong xã hội, đến trong mọi thứ. Vậy là giờ anh chỉ có kinh doanh khu vui chơi thôi đúng không ạ? À dạ. Vậy là anh cũng làm tự do phải không ạ? Có nhiều thời gian rảnh rỗi để dành cho bạn gái không? Nhiều chứ. À, ví dụ như là đi chơi này kia thì lúc nào bạn gái hú một cái là anh vẫn có thể đi được đúng không ạ? Vẫn đi được chứ. Thật ra là cái công việc mà cái canh khu vui chơi nó không quá phức tạp mà cũng không quá tốn nhiều thời gian của anh. Hoặc là anh có thể nhờ một người bạn nào đó, họ chỉ cần qua đó ngồi vài tiếng là xong rồi. À dạ.
công việc nó không có quá phức tạp như những công việc buôn bán hàng khác. Mà thấy em đề cập nhiều đến chuyện chơi nhở? Đề cập nhiều đến chuyện chơi nhở? Không, tại vì giai đoạn hẹn hò là giai đoạn mà mình tìm hiểu nhau. Thì nếu mà có thể đi chơi được với nhau ấy thì dành thời gian cho nhau thì nó... tốt hơn. Dạ đúng rồi. Với lại tính em cũng hơi trẻ con, nên thành ra là em cũng thích đi chơi. Anh yêu thích anime nhưng không có nghĩa là tính tình anh nó trẻ con. Anh là một mẫu người trầm tính, ổn định. Nhưng mà cũng giống như em nói, khi mà đã thân thiện với nhau rồi thì cũng nhây và lầy lội. Ngon không? Đồ ăn ngon không? Ngon gì ạ? Nói chuyện hấp dẫn không? Bạn gái ok không? Dạ ok chị. Người ta hỏi bạn gái ok không mà bên đây ok là sao? Vội. Vội quá, vội quá. Bạn trai ok không? Chị hỏi em kìa, giờ tới khi chị hỏi em rồi đó, bạn trai ok không? À, dạ được ạ. Dạ được hả? Rồi nói chung vậy là vui rồi. Nói chung là mới gặp mà, chỉ làm sao mà mình hiểu hết được đối phương đúng không? Người yêu với vợ nó khác nhau chỗ nào? Khác nhau nhiều chứ. Một bước ngoặt để cho cuộc đời mình sang một cái trang mới. Nó làm thay đổi tất cả cái cuộc sống cũng như con người của mình. Ví dụ người lúc mà mình yêu, mình có thể vô tư, mình không nghĩ về tương lai. Nhưng khi mà đã cưới... Ủa, yêu vợ, không nghĩ về tương lai hả? Khi mà vợ chồng á, khi đã cưới rồi thì mình phải trách nhiệm nhiều hơn, nghĩ về đối phương nhiều hơn. Để em muốn cưới nghĩ về tương lai nhiều hơn. Mà em muốn cái cảm xúc lúc yêu hay là cảm xúc lúc cưới? Người ta nói hôn nhân là mồ chôn cũng tình yêu mà chị. Trời, ai cũng thích cảm giác lúc mà yêu nhau hết á. Chị kỳ á, yêu nhau là phải có điểm đến. Hai đứa yêu nhau thăng hoa trong cảm xúc thì đều luôn mơ tưởng đến một mái nhà. Quan điểm em sao? Cho nghe vài câu về quan điểm. Nói chung thì em cũng, nếu mà yêu ấy thì giai đoạn yêu vẫn là giai đoạn đẹp nhất. Khi mà đã thực sự mà đã có cái sự thấu hiểu nhau rồi thì vẫn có thể tiến đến hôn nhân được. Nhưng em có nghĩ hôn nhân là cái gì đó, cái gì đọc lại câu đó nghe coi. Hôn nhân là cái gì? Mồ chôn của tình yêu hả? Tình yêu dạ. Em nghĩ sao về câu nói đó? Nó cũng gần đúng á chị, gần đúng á chị. Trời đất ơi, hai người này hợp gu nhau vậy. Hôn nhân là coi như là tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất để chúng ta thăng hoa đến tột đỉnh trong tình yêu, rồi để ra những đứa con, những cái thiên thần bé nhỏ để mà lấy. Chứ tự nhiên sao mà có quan điểm gì mà hôn nhân mà mồ chôn cái tình yêu, hèn chi ế không mà lấy hai đứa này đúng rồi. Thế chị hỏi em bây giờ, nếu như phải làm dâu thì em có ok không? Em không thích làm dâu ạ. Nói chung là bản tính em nó cũng hơi lười á. Em sợ về làm dâu thì em không có đủ khả năng mà có thể đáp ứng được những cái mong muốn của mẹ chồng. Mình phải làm được chứ, phụ nữ mà. Dạ. Rồi, bây giờ Tường sẽ cho hai bạn mỗi người bóc một lá bài của chương trình. Trong này đưa ra những cái yêu cầu ha, mình bóc lên, mình đọc cho lên cho đối phương thực hiện cái yêu cầu trong này. Mời em gái. Yêu cầu bạn nam thể hiện sức mạnh, chứng tỏ độ nam tính. Thực sự em nghĩ nam tính là phải ga lăng. Ga lăng. Ở đây thì cũng chẳng có cái gì để thể hiện sự ga lăng nhỉ? Được chứ, anh cứ ra đề bài anh sẽ làm thôi. Anh nói một câu nói mà em thấy rằng anh rất nam tính đi. Ê, chú cha. Chà khó à, nói một câu nói mà thể hiện sự nam tính. Khó chứ, nhiều cô lên đây thục dầu hít đất là thường rồi. Cái đó cũng chưa chắc là nam tính, đúng. Cái đó cũng chưa chắc là nam tính, đúng. Mời em qua đây, đứng trước mặt cổ cho nó có động lực. Này, yêu cầu của bạn ấy phải của chị nha, đi vòng đường sau này nè, qua đây. Nếu chúng mình có duyên đến với nhau, anh hứa sẽ luôn yêu thương, che chở cho em suốt cuộc đời. Dạ, cảm ơn anh. Ổn không em? Nói chung thì câu này em thấy nhiều bạn nam nói rồi, nên thành ra là em cũng thấy nó bình thường thôi. Nhưng mà thôi cũng chấp nhận được ạ. Mời em. Trên trung bình là mừng rồi cưng. Dạ. Hai bạn nắm tay nhau và nhìn nhau thật lãng mạn trong 30 giây. Mời em bước qua lần thứ hai. Hai bạn thử nắm tay nhau, có chữ hát nữa, trời ơi, thằng này. Hai bạn thử nắm tay nhau, hát tặng nhau và nhìn nhau thật lãng mạn trong 30 giây. Ai hát, hát đi. Anh không biết hát rồi. Hèn chi nó bảo nó đọc bỏ cái chữ hát của người ta. Bạn gái hát trước đi cưng. Dạ rồi. Nắm tay nhau đi nè. Em sẽ hát bài khúc giao mùa. Cầm tay nhau bước trong giao thừa,
đón xuân đang về với tình yêu trái đất này. Anh có biết không ạ? Anh không biết, anh không có hay nghe nhạc, anh chỉ xem anime thôi. À vậy ạ. Thôi giờ anh hát một câu nào, anh hát được anh hát đi. Em thật sự không có hát được gì Cát Tường ơi. Nhanh lên, mất thời gian của tôi. Trái đất này là của chúng mình và bông xanh bay giữa trời xanh. Dạ rồi ạ. Rồi đó hả? Dạ rồi ạ. Lãng mạn gì không em? Thì em cũng đã cố gắng tất cả rồi chứ ạ. Thôi được rồi, buông tay đi, nắm tay hoài, về chỗ, ngồi vô. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Rồi, ngồi sắp tới đặt tay. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò, chúng ta bấm thật mạnh vào nút bấm. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao em gái không bấm? Chưa có thực sự rung động ấy. Nói chung là anh trai bên kia đã cố gắng thực sự rất là nhiều, nhưng mà em vẫn chưa đạt được cái sự rung động thực sự trong trái tim của em. Em là người sống bằng cảm xúc. Dạ. Hay là còn điều gì em lấn cấn? Tại vì chứ cái quan điểm thì chị nhìn thấy hai bạn cũng tương đối rất là hợp nhau. Dạ. À, nhưng mà cái quan điểm về hôn nhân của em với ảnh có một chút gì đó hơi... Hồi nãy chị nghe rất là trùng khớp luôn mà. Vậy là em chia sẻ không thật lòng. Không phải đâu, tại vì em nghĩ lại thì thực sự là cái quan điểm đó nó cũng chưa thực sự là trùng hợp với nhau. Người ta nói hôn nhân là một chỗ cũng tình yêu mà chị. Trời. Ai cũng thích cảm giác lúc mà yêu nhau hết á. Em nghĩ sao về câu nói đó? Nó cũng gần đúng á chị, gần đúng á chị. Trời đất ơi, hai người này hợp gu nhau vậy. Vấn đề chính của em là em vẫn là không muốn làm dâu. Cho nên vì vậy mà em không bấm nút. Sao em không nghĩ rằng là anh này anh cũng sẽ theo ý em mà chúng ta cũng sẽ ra ngoài? Vì cái này chỉ mới là bắt đầu. Khi có tình yêu thì mọi thứ nó sẽ khác. Nếu mà em như vậy là sau này em sẽ tự loại bỏ những cái cơ hội của mình hết. Bởi vì nếu em bắt đầu em tiếp cận với một người bạn trai nào mà nếu em nói ngay từ đầu em không muốn làm dâu, thì chị khẳng định với em 99 người đàn ông người ta cũng sẽ không chọn em. Đó là nghiêm túc. Chị hơi tiếc một chút xíu. Thôi ok, còn em? Em cũng cảm nhận là em nghĩ là bạn gái sẽ không bấm nút rồi. Lý do? Tại vì cái điều bạn gái nói là yêu cầu chứ không phải là mong muốn. Mọi chuyện nó còn lại phía sau, nó chưa định đạt được điều gì mà. Theo chị biết là hôm nay có mẹ em đi theo tham gia chương trình. Thế chị cũng muốn mời mẹ em vào để chị hỏi thăm ý kiến vài câu nha. Chào MC xinh đẹp. Dạ. Chào cháu gái. Dạ. Và chào ekip chương trình. Mình là mẹ của cháu Cương. Dạ. Thì hồi nãy là có theo dõi chương trình, thấy cháu gái không bấm thì bác cũng rất tiếc. Dạ. Bây giờ là thời buổi rất là hiện đại, không làm dâu. Hai đứa là tự làm rồi tự lo lắng cho nhau. Bác không cần thiết phải làm dâu. Nếu mà con có thể cho nó cơ hội thì sau này hai đứa liên lạc cũng được. Dạ, tuyệt vời, một người mẹ em có suy nghĩ tuyệt vời như vậy. Thank you. Em cảm ơn chị rất là nhiều, kêu bằng chị cho trẻ. Yeah. Cảm ơn chị rất là nhiều và cảm ơn chị đã đưa thông điệp của những người mẹ chồng tương lai với những suy nghĩ rất là hiện đại đến cho các bạn trẻ. Đừng có ngần ngại gì cả, có chuyện làm dâu làm rể không quan trọng. Bởi vì thật sự nếu mà được sống chung với ba mẹ vợ hoặc ba mẹ chồng rất là tuyệt vời. Bởi vì mình có cái gì riêng tư, mình muốn đi chơi đâu xa mình cứ gửi cháu cho ba mẹ là xong à. Đúng yeah. không? Đúng không chị? Vỗ tay. Vỗ tay. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, và ngày hôm nay là Tường cũng rất là vui. Vui là vì đã gặp được một người mẹ chồng tương lai ha, rất là tuyệt vời. Nhưng mà cũng hơi tiếc là hai bạn ấy đã bỏ qua cái cơ hội của mình và không có đến được với nhau trong chương trình. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn.